Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the leaks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với server Realm Online. Và sự kiện của chúng ta ngày hôm nay chính là Season 17. Thì để đối với Season 17, chúng ta sẽ ép thử cặp vũ khí Cyberhut của nhân vật DK của chúng ta. Đây, từ sẽ cặp vũ khí Cyberhut này, chúng ta sẽ nâng cấp lên cặp vũ khí Manticore. Và để nâng cấp được, chúng ta sẽ cần phải 2 viên 200 lá Manticore Atrium. Và bây giờ mình sẽ cùng với anh em nâng cấp nó lên để xem sức mạnh yêu cầu của để sử dụng em nó là bao nhiêu. Và cũng như là vũ khí này có thể ép dòng vàng thì chúng ta có thể ép được ở đâu và ép được những ốp gì. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ép. Chúng ta sẽ cần một Manticore Atrium, một cây vũ khí. Và vũ khí này của mình hiện tại là ATK-68 và 340. Mình sẽ bổ sung thêm 30B, 30 sụt, một cháo và một grab. Ok, tạo. Rồi, mất đi bonus mình giữ lại ôm. Tiếp cái thứ hai nào nha. Cái này thì chúng ta sẽ không có bonus nha, nhưng mà ôm rất là ngon. Rồi. Rồi, giữ lại ôm nha nhé, giữ lại ôm. Và đối với Season 17 này thì cây vũ khí của chúng ta sẽ yêu cầu chúng ta 1.006 điểm sức mạnh để có thể sử dụng và AG là 327 khi ở level 0. Bây giờ mình sẽ đập em nó lên level 15 và chúng ta sẽ cùng đi đập Harmony cho em nó. Ok, như vậy là mình vừa đập em nó lên 15 và cũng như là 16 ô. Và bây giờ sức mạnh yêu cầu của em nó là 1.198 điểm, như là AG được nâng lên là 383 điểm nhẹ. Bây giờ mình cùng với anh em sẽ cùng đi đập Harmony cho em đó. Và để đập được Harmony, chúng ta cần di chuyển lên map Aya. Đây. Đây, để mình tắt ngừa đi. Rồi, ta sẽ chọn với nhân vật Genion và add Harmony option. Đây. Ở đây chúng ta sẽ random nha anh em, random of Harmony. Đây, rồi, tăng E lên rồi này. Khi mà anh em muốn lấy một bất kỳ một cái ốp nào thì anh em sẽ cần confirm và chúng ta sẽ lấy luôn ốp ở dưới. Anh em sẽ tiếp tục quay để lựa chọn được ốp thích hợp nhất cho mình. Đấy, vừa có ốp FD break anh em. Đấy, cái này là giảm hư hao tăng bí đi. Đấy, chúng ta thử lựa chọn như vậy. Đây, 500 qua attack này này, con này, tổng tối đa là 45 điểm này. Đây, item giảm này có hai dòng xanh này, trắng xanh và tím nha nhé. Màu tím vẫn là màu đẹp nhất của mua online. Đây, item giảm đi, FD reduction này, có thể lấy được ốp này, hai ốp tím này, attack power còn 3 điểm này. Đấy, rồi attack 40 cũng rất là khó để quay được ba ốp tím nha nhé. Đấy, không dễ đâu nha em. AGNE này. Ở đây thì chúng ta sẽ mất đi ổ 7% DD, 3% DD nha nhé. Và ổ FD bypass đã bị loại bỏ thay bằng là FD reduction. Nó cũng rất là khó. Này, Excellent này, attack skill down này. Anh em cũng có thể lấy 2 ổ này này. Đó, thả xuống. Rồi, mang cây này lên. Đây, anh em có thể thấy. Ngoài ra, mình có thể ép tiếp cây thứ hai. Hy vọng là ra ốp ngon. Trời ơi. Vẫn chưa thấy ốp ngon đâu. Còn xin le. Đây, có thể lấy ốp này được. Sau này sẽ lần đam. Tên này có biết đam này, mình thử ốp này nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ có 3 ốp. Đấy, tính tặng và xanh. Bây giờ mình sẽ di chuyển về map Lost Tower để anh em cùng chiếm được sức mạnh của em đó cũng như là để tạo quân nhé. Rồi, ở đây mình đã update em nó lên
cặp vũ khí. Và bây giờ chúng ta sẽ kèm cận cảnh xét đồ của em nó xem đẹp như thế nào, và để xem đẹp mình sẽ zoom lại cho anh em thấy. Đấy, đẹp không anh em? Anh em xét này đẹp hay là xấu? Xét này mình hay còn gọi là xét chim nha anh em. Đó, đẹp chưa? Đó, và bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cặp vũ khí ốp ngon nhất chính là FD Reduction này. Ray tăng lên 10%, skill down attack power lên 35 điểm và attack power lên 40 điểm. Cái thứ hai cũng tương tự, và increase tất cả star của chúng ta là 40 nha anh em. Bây giờ sức mạnh của em nó một tay là 790 và 802, cực kỳ kinh khủng. Ngoài ra ở season mới thì set đồ cũng được nâng cấp lên là set liền cộng 15 và level là 1300, với sức mạnh yêu cầu cao nhất của set đồ là 1188 điểm. Và đối với set đồ để đi PK hay còn gọi là PVP thì chúng ta sẽ cần bao ổn tối đa là Dam Reduction Increase cộng 50, FD Ray to tăng lên 500 và convert mana to life 120 điểm. Đây gần như là ba cái ổn ngon nhất để chúng ta có thể đi PK. Ngoài ra anh em có thể tăng defense hoặc bất kỳ thứ gì. Đây, cũng tương tự, đây gần như là cái cặp set đồ tối ưu nhất cho một cái PVP. Trên đây là video giới thiệu của mình đối với nhân vật DK khi được phúc tích lên set Brilliant cũng như là cặp vũ khí Manticore level 1200. Và theo anh em, set đồ này đẹp hay là xấu thì anh em để lại dưới comment cho mình biết. Và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo khi mà các nhân vật khác cũng được phúc tích lên set Brilliant. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.